Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Greg. Và ở cái clip này thì mình sẽ không đi chôn rừng tem bạn đấy nhá. Tại vì hiện tại mình đang đi đánh hàng ở cái đấy này, hiện tại đang ở đánh kim cương 2 em ra nó một chút. Nhưng mà mình vẫn có thể đi chôn tem bạn được lúc đầu. Đấy, và mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chơi vị tướng Greg làm sao cho nó vừa hay, vừa là thú vị và có thể giúp đỡ tem mình nói chung là mọi mặt để có thể giành cái chiến thắng tốt nhất. Trận đấu ngày hôm nay thì mình chính xác ra là một vị tướng support. Triệu Vân tem mình đi rừng và cái điều đặc biệt thì hôm nay tem bạn được chơi vị tướng rất là ghê gớm, đó là vị tướng Slim. Xíu lêu lêu. Trời ơi men. À, ý của bạn ấy đặt cái tên như vậy có nghĩa là tí nữa mình kéo cái bạn ấy cái xíu hụt cái đâu gọi là mà còn lêu lêu ạ. Ok ok ok. Bạn cứ yên tâm, mình sẽ không kéo bạn đâu, mà mình sẽ chỉ kéo bùa bạn thôi. Mọi người thấy khoái không? Khoái. Có khoái không ạ? À? Nếu mà khoái thì nhớ cho mình một lượt like và một lượt comment nha. Ok, đầu tiên thì mình sẽ trang bị cho vị tướng Greg này không phải lên cái món hỗ trợ nha. Trận này mình sẽ không lên hỗ trợ cho vị tướng Greg. Đấy, mình đang sử dụng của nó cái tốc biến. Mình sẽ chơi theo cái phong cách gọi là lên trang bị đây trang bị thứ ba. Trang bị thứ ba khá là ổn theo với mình suy nghĩ. Đầu tiên thì mình sẽ lên cho nó đó là cái đôi giày. Đấy, đôi giày để làm gì? Kéo cho nó sướng làm cái gì? Chạy cho nó nhanh thì tem bạn đập mình còn biết được mà chạy chứ. Chứ chả làm cái gì hết trơn ấy. Cứ để cho tem mình nó ăn rừng đi. Đấy, còn công việc của mình là cha bẹt. Ngon ngay. Này thì xí hụt lêu lêu. Khoái ngay. Ngon. Bùi xanh này, anh Lữ Bố làm gì đây? Pháo kia. Pháo làm sao mà trúng được? Bạn ấy cứ thế kéo mình đã phá thì làm sao mà bạn còn có thể gọi là ăn dễ dàng được. Cứ để cho rừng tem mình nó ăn thoải mái, còn rừng tem bạn thì bẹt. Ủa sao nó không ăn bùi xanh ta? Nếu mình đoán không lầm thì hiện tại bây giờ bùi xanh nó đang kiểu như gọi là ăn gần xong rồi ấy. Chắc nó qua nó bù đỏ quá. Ê, đi qua bù đỏ thôi, đi qua bù đỏ thôi anh em ơi. Bù đỏ hay bùi xanh ta? Mà bây giờ nếu mà mình quay ra bù đỏ cái nó ăn xong bù đỏ cái thì mẹ cũng có là nhìn con xác con bù đỏ thôi à. Đây, con hàng đâu rồi? Ôi, con hàng đâu rồi? À, trong bùi lùm này, đừng có tưởng trong bùi lùm tao không kéo được nha. Rồi xong nó tốc biến, ôi xời, nó chừng chị ăn được con rồng rồi. À, trời xong, em sai rồi. Thì mẹ cái con điêu thuyền này đừng, có làm chậm tôi, đóng băng em rồi. Nó xàm, nó chừng chị nó ăn mất cái con bùi xanh rồi. Điêu thật thì chứ. Và đó đang nghe là thấy nó phát thì mình phải quay lại mình kéo luôn mới đúng. Này thì dí hụt lêu lêu này. Nhưng mà không sao. Chết có một mạng thôi mà khiến cho rừng tam bạn nó quéo con cua luôn. Như vậy là rừng tam bạn hiện tại vẫn chưa ăn xong con bùa đỏ đâu. Và rừng tam mình thì nó đã ăn hết bùi xanh rồi tới bùa đỏ. Nó ăn từ con nhỏ đến con to. Nó ăn no cái bụng và nó ăn đẫy cái mông. Ok, bây giờ thì mình sẽ không đi chôn nữa nha. Wow, rừng mạnh mẽ quá. Rừng đẹp đẽ quá. Nó ăn bùa đỏ rồi, chắc nó vừa ăn xong đấy. Ngon ngay, rừng tem mình cấp 5 ngay. Rồi, xem rừng tem bạn nào. Ui giời, rừng tem bạn chỉ là con tép. Này thì con tép, này thì đấu với cả đầu gấu này. Hư nè. Ôi giời ơi, bạn biết tớ là ai không? Giời ơi, chùm kéo đấy. Kéo. Ở tốc biến à? Chơi tốc biến men. Đừng có làm điều thế. Chơi hư, tốc biến làm gì vậy? Coi mình kéo đấy này. Bẹt. Mình đang sử dụng cái bộ trang phục thuyền trưởng dâu đỏ nha. Ôi trời ơi. Thôi kéo ai không kéo, kéo nghe con bò. Thôi bò ơi trâu gì. Về đây rồi xong đóng băng rồi quéo con cua rồi bật chiêu cuối coi nào. Hãy xét tôi đây. Bẹt. Ôi trời ơi. Toro làm bẹt hết mình bay lên trên trời luôn. Cái bụng to thế này mà nó vẫn quốc mình lên trên trời được. Nó quá đã luôn rồi. Quá dữ. Từ bình tĩnh. Đây, tem bạn có vị tướng gọi là con rời đấu với cả đầu gấu này. Chạy làm nào. Hư nè, chạy à, chưa đánh đã chết. Vai em gọi là sát thương của em nó quá khủng luôn ấy. Mới thò cưa ra một cái là nó ngoẻo luôn rồi đấy, chưa đụng vào là vũ khí, chưa đụng vào đến người là đã ngòm cụ tỏi rồi, quá tội nghiệp luôn. Ok, hiện tại thì mình đã lên cho nó cái gọi là đôi giày Hermes. Chạy nó cứ gọi là ngập trời. Ngọc Đại Pháp Sư nhé anh em. Ngọc Đại Pháp Sư xong rồi mình sẽ lên cho nó cái huyết giáp. Rồi bẹt. Này thì đấu với cả đầu gấu này.
chưa kịp làm gì thì em ấy đã ngoẻo. Thế này mới đau chứ. Đúng là kéo nó quá nó đỉnh luôn. Ai ngờ đưa tiền cho em bạn lại dùng ngay chiêu cuối của anh Lumia này. Anh Don ơi đứng trên này có Toro này anh Don ơi. Ủa sao Don lại chạy xuống dưới làm gì nhở? Hình như hồi nãy chết một cái pha hồi nãy hình như cay mình hay sao hay là buồn đồng đội mình hay sao ấy. Sao lại cứ đứng ở đường dưới kia? À không, anh ấy có tính toán hết đấy. Không phải là buồn mình đâu. Ủa anh Toro kìa, ngon ngay. Nó là ăn được cái trụ đường trên rồi chuyển ra khu vực đường dưới đấy. Tính toán kinh nhờ. Này thì bay na này, đứng lại đó cho anh. Hấp tinh đái pháp. Ôi, né là cái đóng băng đầu tiên đấy. Ê, Toro làm trò hề gì đấy? Bạn ơi, đừng ngổ báo cáo trồn như thế. Tất cả cút ra. Cút ra, để cho ta ăn quái. Đừng có ăn cái con quái của ta mà. Đủ khốn nạn Toro. Từ từ bình tĩnh. Này thì, này lại còn xài cái chiêu 2 nữa. Mình tưởng nó hết chiêu rồi mình mới kéo chứ. Đập nó luôn. Cho nó khỏi về luôn. Đánh như không thấy mặt luôn ấy. Không thấy ai luôn ấy. Chạy nào. Bạn chạy nào. Chạy nào. Ngon ngay. Này thì đấu với cả đầu gấu này. Rừng các bạn có vẻ như gọi là nó không có được gọi là mạnh mẽ cho lắm nhỉ. Ai bảo đặt cái tên cơ. Xí hụt lêu lêu. Này thì xí hụt. Lúc đầu mình bìa đã làm cho nó hơi bị cay. Phá rừng một lúc như vậy khiến cho cái vị tướng Slim ăn rừng lúc đầu rất là chậm chạp. Nhưng mà các bạn nên nghĩ rằng đây là một trận đấu mà mình không đi chon được đâu. Tại vì team bên kia họ đánh rất hay, mọi người thấy lúc đầu mình vào mình chôn một tí mà nó đã canh rừng như thế là. Ôi, chúng rồi, làm gì nhau? Wait, đừng, hấp tinh đại pháp. Bẹt, này thì đấu với cả đầu gấu này, ôi kéo, kéo ảo tung chảo luôn, mình kéo thằng nhỏ được thằng lớn, ý rồi, kéo thằng lớn được thằng nhỏ, hài được chứ, ôi phóng chúng rồi kìa. Mình tưởng pha đấy là tẹt tạch gì cơ. Ai ngờ mình bật chiêu cuối nó lại quá đẹp như thế. Khiến cho mình sống lâu thêm chút nữa. Cũng may đồng đội mình tới kịp đấy. Không tới kịp pha đấy là mình teo rồi. Lữ bố rồi điêu thuyền chúng nó gọi là song kiếm hợp bích. Một cái team gọi là có một cái gọi là cặp đôi vợ chồng gọi là bá đạo như thế. Làm sao mà mình gọi là đỡ được. Bình tĩnh. Sup nó anh ơi. Sup bà soi nó anh ơi. Ôi soi ơi. Nè, pẹt đâu nè. Ăn con quái ở lên cấp lấy tí máu thôi mà. Có cái gì đâu mà căng. Anh Toro này anh không đi đâu hết. Anh cứ đứng trên này quái vậy. Mình không đi đâu hết, mình cũng đứng giữ chủ đây. Mình đứng giữ chủ đấy là làm sao. Giờ Toro muốn làm sao. Bạn thấy đánh nhau không? Đúng rồi, có Don tới. Nhưng mà mình nghĩ rằng thì vị tướng Crack này bắt buộc phải lên cái huyết giáp nhá. Đấy, khi mà giết được người hoặc hỗ trợ được người á thì nó sẽ được tăng gọi là hồi máu này. Rồi mình lên cho nó thêm cái giáp gai an á thì cũng gọi là hồi máu loài răng ra. Toro đứng trong bụi này. Toro đứng trong bụi trước mặt mình như thế này. Mình kệ nó luôn đi. Mình biết chứ, nó vẫn đứng trong đấy đấy, nó đang chờ mình đi để nó đẩy lính lên là ăn trụ ấy. Nó tính toán kinh lắm. Ôi sai ơi. Anh này cứ tưởng em không biết gì á. Này thì hút đi hút thoải mái. Các bạn hút rồi mà đến Tết mới chết được mình nha. Không không, tính hút không. Thì được khốn hả? Liu. Nào, chơi, nhảy. Tới mấy cậu nhảy không? Tôi đâu rồi? Trốn à? Chơi mà chơi trốn. Lời trốn. Đâu rồi? À không trốn. Yeah. Wow. Trời, tôi chỉ gió chút xíu thôi mà. Làm gì mà cáu vậy? Mà chục cuối rồi mới chịu cơ. Oh yeah, come on baby. Hấp tinh đại pháp con lính luôn nè. Bẹt chết nè, thôi nè, bẹt đầu nè. Rồi, Toro đâu rồi ta? Có khi nào nó vẫn đứng đây không ta? Mình nghĩ nó vẫn đứng đây quá. Nào, Toro đâu rồi? Ra đây, nhây nào. Bạn thích ăn trụ à? Ai cho? Bạn đừng có tưởng mình không biết á, nó đứng tiếp bên dưới kìa. Chú cuối của Illumia sẽ phát hiện được kẻ địch ở mọi nơi nhá. Nó cũng giống như vị tướng mát ấy. Illumia mới cả vị tướng mát thì nó có thể khiến cho team địch ở đâu hoặc mình cũng biết được hết. Hay nhờ, tuyệt vời luôn. Team bên bạn đang ăn tà thần hay là ăn gọi là dòng bạo chúa này kia các kiểu thứ này thì xí hụt lêu này. Slim team bạn có vẻ như trận này không có được gọi là tỏa sáng cho mấy nhỉ. Anh Toro anh vẫn đứng đây à? Đùa với cả Ninja rùa chứ.
chơi gì lớn rồi chơi kỳ chơi, cứ đứng đây hoài đi gánh đồng đời đi. Mẹ tin được Totoro này bật chú cuối luôn, không có lính cánh trụ chết mất. Hư nè, mấy con lính hư nè. Vãi hàng. Bây giờ mình sẽ lên cho nó cái giáp gai ai nha mọi người. Đó, giáp gai ai của nội tại của nó thì mọi người cũng biết rồi. Hồi máu, ngon ngay. Dạ. Cái con Toro nó vẫn ở đường trên kìa, vãi cả lúa nó luôn. Đập vào luôn nè, kéo vay na vào này. Chơi này, chơi nó luôn nè. Ui ôi, bẹt đầu nè, bẹt đầu này. Rồi xong quéo con cua em rồi. Rồi xong quéo con cua em rồi. Trời ơi là trời, điêu thuyền ơi. Cố nạn vừa vừa chứ. Ơ đi mình ăn đi hả? What the fuck? Qua đó ăn được hai mạng ảo túng chảo luôn mọi người à. Tự dưng ăn. Tự dưng ăn slim luôn mấy ai chứ. Ôi mẹ ơi, tin được qua đấy mình ăn tào lao về làm vài cái nội tại. Khi mà mình chết rồi ấy, nó còn nổ cái bẹt nữa, ăn được luôn, thơm lừng như củ gừng luôn. Vãi cả lúa. Mình tưởng không ăn ai mà ăn không tưởng, quá là bá đạo. Đấy mọi người thấy ghê không? Chết mà vẫn còn có thể gọi là lúc gãy được mạng của đồng đội, bá thế cùng. Phát đó nó hên vãi cả lúa ra. Đúng lúc nổ cái nội tại cái nổ cái chỗ cuối cái nội tại khi chết cái là ăn được mạng slim luôn. Thơm. Ngon tuyệt vời không mặt trời. Có đấy mình ăn mạng mình không ngờ luôn đấy. Đấy coi nha, những một trong những cái pha gọi là ăn mạng gọi là ảo nhất quả đất. Rồi hay lắm. Trời ơi ai đi bay vào bên trong rồi, tấn công rồi. Vâng, ai đi đang lao vào băng trong trung chủ. Vâng, chị ấy chạy về luôn rồi. Điêu thuyền nữa kìa mấy má. Cái đồ khốn nạn này. Ấy em ơi, em yêu anh à? Em yêu anh đúng không? Tại sao em lại cứ đi anh vậy cơ chứ hả? Thiệt là khổ quá đây. Khốn nạn điêu thuyền này. Mày lúc nào nó cũng đi quăng cái chú hai là người mình choáng, lóéo con cua. Khổ thế cơ chứ. Không có cách nào mà chạy thoát được nó. Choáng lần đầu cái lần thứ sau nó choáng tiếp. Sợ thật. Mình phải me mình kéo con điêu thuyền ra, mình cho nó một phát vào mông mới được. Tức quá đi mất thôi, nãy giờ nó làm choáng đóng băng mình chết hoài. Hơi bị cay rồi nha. Hơi bị cay rồi nha. Mình quýnh bạn luôn à. Chưa bắt à. Tem mình ăn được rồng, tem nó ăn được ca sa hả? Ngon ngay đúng không? Tem bạn lại ngon ngay. Bây giờ mình sẽ lên cho nó cái khiên à. Cái khiên này là nó tăng giáp với cả mana đúng không? Giảm thời gian hồi chiêu đúng không? Khiên huyền thoại. Ok, quật luôn cho nó máu. Ngại gì, ngán con rán nào. Ôi, trời ơi, tôi kéo là như thánh như vậy luôn. Mà kéo cái con lính nó không trúng là thế nào vậy? Đôi lúc mình cảm thấy nó hơi bị vớ vẩn đấy. Này thì điêu con nhà bà thuyền này. Cái mặt điêu này cho nó chết này. Điêu thuyền chạy đâu? Hả, điêu thuyền chạy đâu? Điêu thuyền chạy đâu? Đánh điêu thuyền chết này. Hư nè, điêu thuyền hư nè. Ê, chạy ngay đi này. Ủa đông thế. Ôi, đau em. Đỡ mở con slim này. Chết mày này. A à, đủ. Tôi xong rồi. Đúng là một cái pha gọi là kéo ngu người của anh Greg. Thấy ngu chưa? Quá ngu luôn. Mới tự dưng con triệu văn lao vào, cuối cùng mình kéo về bên mình, cuối cùng con slim nó lại thoát chết. Đi ăn thôi. Đỏ cũng thế. Thế nó có con tà thần mà, đâu có phải vừa đâu. Chiêu uối éo còn combat. Ai bảo mấy bạn combat làm gì khi mà con vào trong cái vòng của con Paina mà combat thì choáng lồi mắt ra chả chết. Bình tĩnh các bạn ơi. Một trận đấu đang diễn ra rất là căng và thẳng luôn. Ari lao lên, rồi xong Ari ulti cái chạy về. Không làm gì được luôn. Lumia bật chiêu cuối, một đống sát thương dồn vào người các bạn. Các bạn hiện tại đang có con rồng nhỏ đang cào. Vâng, đang cào cho mình. Này thì rồng nhỏ này đứng đây, bắt nó. Chạy đâu con sâu? Chạy đâu con sâu này? Con sâu gióm này phải bắt nó lại. Ôi cái gì bên mày? Cả hồn luôn đi. Ôi trời ơi mẹ ơi, đố người có thể tua lại khúc đó và nhìn thấy cái gì. Nó ở bên phải màn hình mọi người này. Hết cả hồn. Trời ơi là trời. Tôi quéo con cua vào đấy luôn đấy. Thật. Sợ quá đi mất thôi. Trời đất quỷ thần hỡi.
Cái gì vậy, hăm dọa tôi hả mày má? Chơi game mà còn bị hù thế này mấy mà yếu nhi mà nhết. Khốn nạn quá, hút chích luôn nè. Bẹt đầu nè, bẹt đầu này rồi xong. Victor đi quy luôn, trời ơi hết cả hồn. Trời, mình đang muốn đi con yêu thuyền hiện ra các bè. Thế như là con rồng con nó chết hay sao ấy. Vãi cả lúa, hết cả hồn. Trời ơi, mọi người có thấy sợ phải đấy không? Úi dồi ôi, mình làm mình hết cả hồn luôn ý. Quéo con cua luôn, thật sợ. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết clip của mình. Chúc tất cả các bạn sẽ xem video vui vẻ. Hy vọng các bạn sẽ đăng ký kênh giúp mình để giúp mình đạt được 700k sub. Tại vì ngày hôm nay là ngày cuối cùng của tháng. Ok, hy vọng các bạn sẽ ủng hộ mình nha. Nhớ đăng ký kênh, like và comment, chia sẻ giúp mình với. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn trước đấy. Các bạn nhớ nhá, đăng ký kênh rồi like, comment luôn, chia sẻ nhá. Mình nghỉ đây, bye bye mọi người. Chúc tất cả mọi người xem video vui vẻ.